Ông có một thắc mắc trên các nhóm diệt trừ thủ dâm, tà dâm có các bài viết đăng nếu mình thủ dâm hay phạm giới tà dâm là mình sẽ bị mất hết phước báo, có nghĩa là phước báo của mình bằng không và không còn một chút phước báo nào nữa. Điều này có đúng không sư? Xin sư hoan hỷ giải đáp cho con. Sư rất là ngại cái chuyện nói, bởi vì sư sợ á, sư nói người ta không hiểu á, là người ta sẽ hiểu lệch đi cái mà sư muốn nói. Bởi vì chúng sanh nó có cái lạ lắm, họ không nghe vấn đề, không nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, mà họ chỉ nghe cái họ muốn nghe. Sư nói 10 câu mà họ chỉ lấy có một câu họ ưng ý thôi, còn chín câu kia là họ tự nhiên ấy, nó nghịch lỗ tai, thành ra là họ lựa chọn quên đi. Thành ra sư e là khi sư trả lời cho đã rồi đó, người ta chỉ nhớ có một đúng một câu là họ nghĩ là thủ dâm, họ chỉ đưa đến một kết luận là thủ dâm không sao. Sư rất là sợ cái chuyện, bởi vì sự thật đã có người bị như vậy rồi. Họ hỏi sư về cái vấn đề này, sư trả lời họ, nhưng mà họ chỉ lựa cái họ muốn nghe thôi, và thế là họ đưa ra một kết luận là làm chuyện đó không sao hết. Nhớ dùm một chuyện, tất cả ác pháp đều nghiêm trọng, tất cả các pháp bất thiện đều nghiêm trọng, và mình không có lý do gì mình châm bẩm vào một vấn đề, còn những vấn đề khác là mình bỏ mặc ngoài ra. Có biết bao nhiêu thứ mà quý vị không để ý tới, ví dụ như nói dối, nói đâm thọc, nói nhảm nhí, mà sư e là cái chuyện này là cần nghiêm trọng hơn, một đúng là nó nghiêm trọng hơn. Đó là gì? Tăng dốc, ngồi tán dóc với nhau, chuyện trên trời dưới đất, làng trên xóm dưới, chuyện đàn ông đàn bà, chuyện nhà chuyện cửa. Cái chuyện tán dóc đó nghiêm trọng hơn cái chuyện thủ dâm gấp trăm ngàn lần. Muốn sư nói thẳng không, cái chuyện thủ dâm chưa chắc quý vị đi địa ngục, nhưng cái chuyện tán dóc là đi địa ngục. Nhưng mà người ta không sợ cái chuyện tán dóc, người ta sợ cái chuyện thủ dâm. Cho nên sư mới nói tất cả các pháp bất thiện đều nghiêm trọng như nhau. Người có trí thì một chút xíu cợn bẩn họ cũng coi nó lớn bằng trời, còn cái người thiếu trí á, cái bất thiện nó lớn bằng trời, họ chỉ coi nó nhỏ như cái đầu móng tay thôi. Thành ra là sư lấy làm lạ là người ta không có quan trọng cái cần quan trọng, mà những cái ít quan trọng hơn người ta cứ đẩy nó lên một cái mức độ kinh khủng ghê gớm. Đã vậy đó, khi sư trả lời những vấn đề này, có người họ vào họ nói: chà, ông sư ổng rành ghê. Sư không những rành vấn đề này mà sư còn rành cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói đâm thọc, nói vô ích, nói hai lưỡi. Sư rành tất cả các bất thiện pháp, chỉ là các thiện pháp chưa được rành mấy thôi. Ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chưa có. Tính tấn niệm định tuệ còn yếu. Tính rồi cái gì tàm úy thì cũng còn phải lo, trí tuệ cũng còn phải vun bồi, đức tin cũng phải ráng cố gắng. Những cái đó là những cái sự cần, còn các ác bất thiện pháp thì ai cũng có, kinh nó ghi rõ rành rành ra đó. Mà mỗi lần mà sư nói về vấn đề này, họ nhào vô họ nói: chà, ông sư rành quá Thành ra đó, ở trong kinh Tạng, cái chuyện mà phước báo nó bị mất hết mà đổ bằng không thì nó làm cho sư nhớ đến kinh Giáo Giới La Hầu La.
Nhưng cái vấn đề Đức Thế Tôn dạy trong giáo giới La Hầu La là gì? Là cái việc nói dối. Đức Thế Tôn dạy ngài La Hầu La bằng cái hình ảnh khi ngài rửa nước, ngài đổ chỉ còn một ít nước lại ở trong cái thau và ngài nói. Cái người mà nói dối, cái phước của họ chỉ còn một chút xíu ở trong, như là nước ở trong cái thau này thôi. Rồi sau đó Đức Thế Tôn lật úp cái thau lại và ngài nói cái người nói dối đó, họ sẽ làm cạn sạch phước đức như là một cái thau úp ngược vậy, không còn miếng nước nào cả. Đó là Đức Thế Tôn nói về cái chuyện nói dối. Cho nên Đức Thế Tôn dạy ngài La Hầu La là hãy học tập điều này, đừng bao giờ nói dối dù chỉ nói để mà chơi. Quý vị có ai nhớ chuyện đó không? Hay là mình nói dối thì nó thành cái chuyện thường ngày, nó đâm thọc, nói vô ích, nói nhảm nhí thành cái chuyện thường ngày. Đó là những cái chúng ta cần phải quan tâm. Và sư đã trả lời rất nhiều những cái vấn đề này rồi. Nhớ giùm sư một chuyện, nghiệp nào ra nghiệp đó, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Chúng ta không thể dùng một cái thiện nghiệp để chúng ta phủ nhận toàn bộ các ác nghiệp được, trừ khi mình chứng thánh. Và chúng ta cũng không thể dùng một cái ác nghiệp nào đó để phủ nhận toàn bộ các thiện nghiệp được. Nhớ dùm chuyện này. Bởi nếu như một cái ác nghiệp nào đó mà nó có khả năng phủ nhận toàn bộ các thiện nghiệp á, loài người không có tồn tại đâu. Chư thiên cũng không có tồn tại đâu. Các cảnh giới cõi trời cũng không có tồn tại đâu, mà toàn bộ chỉ còn các cõi khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh làm ác nhiều hơn làm thiện. Mà nếu như cái ác có khả năng phủ nhận cái thiện á, thì chúng sanh toàn bộ đi ở dưới địa ngục hết. Sư nhắc để quý vị nhớ giùm sư cái chuyện này.